Rồi tiếp tục anh Xuân đây. Rồi Xuân đây là cũng là một cái băng bóng như này. Đó, anh em thấy chất chưa? Cởi phi văn chất chưa? Nói không chị sâu xa thì nhìn con phi văn này thì bèo bèo 4 củ rồi nè, 4 triệu Việt đồng rồi. Đó. Rồi tiếp đến được coi cây vũ khí. Ôi trời ơi, hai anh cái băng bóng này đồ đẹp quá nè mày. Anh này là tóc 20, bên sắc 75, cũng đặt móc 73 rồi nè, cũng đặt móc bên sắc quá đẹp rồi. Móc so với những cái trang bị đồ xanh như thế này á, móc bên sắc 73 thì nó đặt móc chuẩn luôn rồi anh em ơi. Tầm này thì với cái móc bên sắc như thế này quá chắc cho các bạn rồi. Còn ví dụ như bên sắc 52 thì nó hơi thấp thôi. Còn 31, 52 thì hơi thấp. Còn 75 như thế này là quá chắc rồi. Đặt móc bên sắc thứ 4 rồi. Đó, là quá đẹp rồi anh em ơi. Bên sắc 75 đặt móc 73 này. Tóc 20 là vừa tóc rồi. Rồi tiếp đến cái dây chuyền. Wow. Một dây chuyền kháng cả 18, what the hell. Dây chuyền này Khải nhớ không nhầm thì dây chuyền này nó phải trên 5 triệu Việt Nam đồng nè. Hơn 5 triệu Việt Nam đồng dây này nha. Bảo đảm với anh em ở server này luôn. Dây kháng cả 18 hợp kim. Nó phải hơn 80 đến 90 kim. Hơn nha nè. Hơn 80 đến 90 kim thì Khải nghĩ nó 5 triệu là hơn 5 triệu là cái chất này. Đó. Cái bóng này 4 triệu đi. Bóng này 4 5 triệu đi. Hai món này đạt 10 triệu rồi nè. Đúng là cái băng này cái băng nô luôn nè. Anh này là cái băng nô 1 luôn rồi. Đây hạng bao nhiêu? Hạng 15 server. Anh này cái băng nô 1 này, chấm đồ chắc quá. Dây chuyền trên 5 củ này. Vũ khí trên 5 củ này. Ngựa trên 4 củ này. Đó, mới 3 món thôi mà đã gần 15 triệu rồi. Tiếp đến nón. Nón khá đẹp. 14 19 40 19 khá đẹp luôn. Hiệu ứng khá đẹp luôn. Chọn 40 khá hợp 19. Tiếp đến một áo hợp kim 40, sinh lực 114. Một đai lưng 25 20. Nhẫn 17. Nhẫn 19 129 sinh lực. Một bao tay 540. Và giày 40 kháng lôi 19. Nói chung là những món đồ này cũng gọi là tầm trung anh em. Đôi giày này VIP này. Đôi giày này hàng đẹp á nè. Đôi giày này hàng khó kiếm nha. 40 19 và nội lực 8x. Đai lưng cũng đẹp, đai lưng khá là đẹp. 25 20 sinh lực. Nhẫn này hàng trung. Nhẫn này cũng khá là ok. Bao tay này mua thì lúc nào cũng có server đầy luôn. Rồi. Cái cuối cùng Khải cho anh em xem đó là ngọc bội hiệp cốt. Một ngọc bội hiệp cốt mát ộp. Tuy không được cực phẩm nhưng mà nó được dạng và vào cái hàng kháng cả mát 5 là ok rồi nè. Đó, kháng cả 5, kháng băng 22. Sinh lực 176 thì nếu mà Khải dự đoán không nhầm thì giờ cái ngọc bội này mua bèo lắm cũng 3 triệu nè. Mà cao lắm là 4 triệu. Thì nó dao động không từ 3 đến 4 triệu. Mình thì mình không phải là người mua, nhưng mà mình chỉ là người dự đoán thôi em. Tại vì cái server này, giá cả đồ đạc ở server này như thế nào thì mình cũng biết được chút ít em. Cũng biết được 60-70%. Nên là Khải chỉ đưa ra cái giá tương đối thôi. Thì cái này cũng được 3 đến 4 triệu. Đó. Tính sơ qua thôi coi. Cái gia truyền này 5 củ à, này 5 củ, này 4 củ này là 14. 14 cái này khoảng 3 triệu rưỡi nữa đây. Khoảng 17 triệu rưỡi rồi. Nói chung set đồ này thì tổng sơ qua thì cũng trên 15 triệu nè. Đó, chốt một câu thì trên 15 triệu. Còn lại giá cả như thế nào thì Khải không rõ lắm nha. Đó. Chung là set đồ này được 40 chậm. Và 40 chón. Đó, 40 chậm, 40 chón. Và 20 thì vẫn độc. Đó mà thôi. Cái băng thì cũng gọi là trâu rồi nè. Khá đẹp. Rồi, nói chung thì anh ta cũng đang có cho mình là theo Khải nghĩ thì cũng là ba kỹ năng vốn có rồi. Ngự phong này. Rồi cái vần chân trên đầu là một kỹ năng nữa này. Rồi lại ngọc cái dáng xe bào nữa. Một cấp nữa nè. Đó thì chắc chắn sẽ được 2 đến 3 kỹ năng là chuyện bình thường nè. Quá đẹp. Đồ họ biết quá, nhìn Khải cùi quá Khải ơi. Cùi gì đâu anh em. Khải cũng dặn tầm trung thôi chứ giờ mình tiền đâu mà mình sắm đồ VIP nè. Mình chơi cho vui mà tiền đâu mà sắm đồ VIP đúng không anh em. Mà tầm này thì đồ Khải cũng như tương đối không bằng thôi. Còn mình thì mình sao bằng những anh em này được đúng không? Anh em này nhìn đại gia quá nè. Nhìn set đồ nói chung là một món đồ á. Một cái dây chuyền này không đã hơn cả set đồ mình rồi. Đúng rồi. Quá chất. Quá VIP. Đồ cực phẩm thì họ đi làm mình tham gia đua top ban hội hay là tham gia đua top cá nhân sẽ có nha nè. Rồi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Xuân đây một like, một chia sẻ cũng như ủng hộ cho Khải một like chia sẻ cho nha em ơi. Rồi anh em nào mà có biết anh em nào mà đồ đẹp, cao thủ này nọ, đồ chất thì cứ bị em cho Khải. Khải sẽ dành thời gian và chúng ta cùng soi đồ cho nhau và đỡ cùng nhau bàn luận chém gió cho vui nha. Rồi anh em đừng quên ủng hộ cho Xuân đây và với Khải một like chia sẻ nha. Bye bye anh em. Rồi.